Và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Vâng, Tường Thắng và Kim Nhung xin kính chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến các bạn Kim Nhung và Tường Thắng, và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Cả thế giới bây giờ là bắt đầu sôi động, rất là dễ hiểu là bởi vì là giải vô địch bóng tròn thế giới nữ năm 2023 đã bắt đầu. Và thưa cùng với hai bạn và thưa với lại quý vị khán thính giả của SBTN, trước hết là phải chúc mừng New Zealand và Australia là hai quốc gia tổ chức. Chúc mừng thêm một lần nữa, New Zealand và Australia là hai quốc gia đều thắng trận đầu tiên. Thú thật với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, chuyện Australia thắng thì tôi không ngạc nhiên, nhưng mà chuyện New Zealand thắng thì tôi coi đó là một cái đầy bất ngờ. Không phải một mình cá nhân tôi không thôi, mà những ai theo dõi bóng tròn, đặc biệt nhất là môn bóng tròn về phái nữ, thì là người ta nhìn thấy rõ ràng đó là cái ngạc nhiên không ai có thể tưởng tượng được. Nên nhớ rằng New Zealand đã từng đá cả thể là 18 trận, và trong 18 trận đó thì là hòa 5 trận và họ thua 13 trận. Đến bây giờ đến trận này thì họ mới chiến thắng. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển nữ đại diện cho New Zealand. Thật ra lại thêm một lần nữa chúng ta phải chúc mừng. Nhưng mà tôi biết rằng là cũng như là tất cả mọi người, anh em chúng tôi ở tại Hoa Kỳ, khi mà theo dõi một bóng tròn thì là chúng tôi đều chú ý đến, chúng tôi đang chờ đợi một trận banh sẽ diễn ra ở trên sân New Zealand vào tối mai. Lúc đó là 9 giờ tối giờ Washington DC, tức là 6 giờ chiều giờ California. Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ ra sân đá trận đầu tiên của giải 2023. Đối thủ không ai khác hơn là đoàn tuyển thủ nữ của Việt Nam. Tôi biết rằng là đây là, nếu mà so sánh thì đương nhiên là, nghĩa là đội tuyển Hoa Kỳ toàn là những tên tuổi, trong khi đó đội tuyển Việt Nam thì trước hết là họ không có tên tuổi, và đội tuyển Hoa Kỳ đã từng bao nhiêu lần đoạt giải vô địch thế giới, trong khi đội tuyển Việt Nam đây là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng mà dẫu sao chăng nữa thì phải chờ đợi xem là cái câu chuyện nó sẽ như thế nào. Tôi biết chắc chắn là thể nào chị Kim Nhung và anh Tưởng Thắng có hỏi là như vậy thì Las Vegas họ chọn sao? Las Vegas họ chọn là đội tuyển Hoa Kỳ thắng và chấp tới 6.5. Thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, con số đó không phải là nhỏ. Tức là nếu mà chúng ta muốn, nếu mà đặt ra 100 đồng mà muốn ăn 100 đồng thì lúc đó thì bắt buộc là đội tuyển Hoa Kỳ là phải thắng 7 trái, bởi vì là chấp tới 6.5 là phải ăn từ 7 trái trở lên. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không tính điểm chấp thì sao? Thưa với anh Tường Thắng, thưa với chị Kim Dung và thưa cũng với lại quý vị khán thính giả của SVTN, đặt ra 10.000 đồng thì là mới thắng được 1 đồng nếu mà đội tuyển Hoa Kỳ chiến thắng. Trong khi đó chỉ cần đặt 1 đồng và nếu đội tuyển Việt Nam chiến thắng thì là kiếm được 5.500 đô la. Riêng những cái con số đó đã cho chúng ta thấy, tức là đội tuyển Hoa Kỳ hiện tại bây giờ là đội tuyển trên chân Việt Nam, người ta thấy rõ ràng là như vậy. Những cái điểm chấp, những con số mà chúng tôi vừa mới đưa ra cũng cho chúng ta thấy cái hình ảnh của một đội tuyển tài ba, không phải là chỉ tài ba cho châu lục mà có thể nó là tài ba cho toàn thế giới. Hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta xếp hạng thì chúng ta thấy Hoa Kỳ đang đứng hạng nhất ở giải FIFA, thì là FIFA xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam đứng hạng 32. Xin được thưa rằng là đối với lại ở các trận bóng đá nam thì đội hạng nhất và đội hạng 10 nó cách xa nhau không quá nhiều, nhưng mà ở bóng đá nữ thì đội hạng nhất là đội 32 thì nó khác xa nhau một trời một vực. Dẫu sao chăng nữa, xin phép được nhắc lại, 9 giờ tối ngày mai giờ Washington DC, tức là 6 giờ chiều giờ California, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ ra sân đá trận đầu tiên ở giải World Cup 2023. Và đối thủ của Hoa Kỳ là đội tuyển Việt Nam. Đó là những gì mà chúng tôi muốn xin được thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN. Và bây giờ xin phép được trở lại studio ở California với hai bạn Kim Nhung và Tường Thắng. Dạ vâng, trước khi mời chị Kim Nhung vào phần tin chính, Tường Thắng xin hỏi anh cái này. Đây có phải là một sự sắp xếp hay là một sự tình cờ như thế nào? Người ta nói rằng là ngoại giao bóng bàn giữa Bắc Kinh và Hoa Kỳ vào thập niên 70. Câu hỏi đặt ra là bây giờ đó, Việt Nam đấu với lại Hoa Kỳ, đây có phải là một loại thứ ngoại giao để mà nâng cấp hàng Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam lên hàng chiến lược hay không? Giống như là ngoại giao bóng bàn không? Tôi không nghĩ là như vậy. Thưa anh Tường Thắng, là bởi vì như thế này. Khi mà
bốc thăm thì là mỗi một toán là có 4 đội, thì là như thì là trước hết là người ta xếp những cái đội banh ở có 8 đội banh, 32 đội banh tham dự thì là 8 đội banh là đội banh hạng số 1, rồi 8 đội hạng thứ nhì, hạng 2 và 8 đội hạng 3, và Việt Nam nằm ở trong danh sách 8 đội hạng 4. Thì là trước hết là 8 đội Hoa Kỳ là đương nhiên là phải đứng đầu một bảng rồi. Rồi sau đó người ta mới tính đến chuyện đội thứ nhì, đội thứ nhì là đội Hòa Lan, rồi là bốc thăm một lần nữa cho những toán thứ ba. Thì là lúc ở toán thứ ba thì là bốc thăm nhằm Bồ Đào Nha, và cuối cùng thì cái thăm cho những toán ở nằm trong group số 4, thì là trong đó có Việt Nam, thì là bốc nhằm như vậy thôi, chứ hoàn toàn không có sắp xếp. Đây không phải là sắp xếp chính trị, bởi vì đây là FIFA. FIFA là một tổ chức lo tổ chức tranh tài, chứ họ không nghĩ đến cái chuyện chính trị. Còn cái chuyện chính trị là chẳng hạn như tòa đại sứ Hoa Kỳ mời gặp gỡ với lại Bộ Ngoại giao để cho đội tuyển nữ Hoa Kỳ sang Việt Nam đá giao hữu vân vân và vân vân, thì đó là có thể đó là thể thao và chính trị. Riêng cái trường hợp này thì tôi nghĩ là nó thuần túy về thể thao mà thôi, thưa với anh Thường Thắng. Dạ, xin mời chị Kim Nhung. Khi mà bốc thăm mà không biết là đội tuyển Việt Nam, tuyển thủ Việt Nam mà bốc trúng để mà thi đấu với Hoa Kỳ đó, không biết cái lúc đó cảm xúc của họ như thế nào nhỉ? Cái đó không biết. tôi nhưng mà nếu mà chị Kim Nhung cho phép thì tôi có thể thưa cũng là cái cảm xúc của tôi. Dạ, khi mà tôi nghe tin là Việt Nam nằm ở trong bảng E, tức là bảng Y theo tiếng Anh đó, ở trong bảng Y và đứng chung với lại Hoa Kỳ là đương kim vô địch thế giới, Hòa Lan là đương kim Á quân của thế giới, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng là một trong những tên tuổi không phải là dễ nuốt, và cuối cùng là Việt Nam. Tôi nhìn thấy như vậy thì tôi bảo thôi chết rồi, mình nằm ở trong toán tử thần. Cái toán này là dường như là chưa ra sân thì người ta cũng đã đoán là chắc Hoa Kỳ phải hạng nhất, rồi là Hòa Lan phải hạng nhì, rồi người ta dự đoán là đương nhiên là Bồ Đào Nha sẽ đứng thứ ba, và cuối cùng là đội tuyển Việt Nam sẽ đứng hàng chót. Đó là ngay lúc đó là tôi đã nghĩ ngay như vậy. Người ta nhiều người bảo với tôi là đừng có lo, mọi chuyện là ở trong thể thao là cái yếu tố may mắn nó chiếm một cái vị trí rất là quan trọng. Đúng, tôi đồng ý là yếu tố may mắn chiếm một vị trí rất quan trọng trong vấn đề thể thao. Nhưng mà nếu mà nghĩ rằng là tối ngày mai Hoa Kỳ sẽ gục ngã trước sức tấn công của đội tuyển Việt Nam thì cái điều đó không xảy ra. Rồi sau đó là một vài ngày sau đó lại Hoa Kỳ lại thắng Hòa Lan, trong khi đó thì Việt Nam thì lại thua tây đồ bồ đào nha. Cái đó cũng là cái chuyện chắc chắn. Nói một cái khác là như thế này, tức là Việt Nam sẽ ra sân đấu vòng bảng đá 3 trận, trong 3 trận đó thì tôi phải thú thật là tôi nghĩ chắc chắn là sẽ thua Hoa Kỳ đội trường khoảng 7-8 trái, thua Hòa Lan cũng 5-6 trái, thua Bồ Đào Nha cũng 1-2 trái. Và tôi chỉ có hy vọng có một điều là mỗi một trận như vậy thì đội tuyển Việt Nam đã gỡ được một quả danh dự. Đó là cái điều mà tôi mừng rồi. Chứ còn bảo rằng là nếu mà đã chiến thắng thì điều đó rất là khó. Cũng nhân tiện đây thì cũng phải thưa với chị Kim Nhung một điều là như thế này. Là tôi còn nhớ là một ông FIFA nó có một lần ông bảo với tôi là nếu mà không giỏi, không tài thì không vào đến vòng chung kết của World Cup. Điều đó là điều hoàn toàn đúng. Đội tuyển Việt Nam phải giỏi, phải hay thì mới vào, mới có mặt ở vòng chung kết của World Cup. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta gặp những cái đối thủ nặng ký quá, thành ra là các cô gái Việt Nam chịu đựng không nổi. Đó là cái điều mà tôi nghĩ đến, thưa với lại chị Kim Nhung. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. Và quý vị đón xem vào 6 giờ chiều ngày mai, đó là 6 giờ giờ miền Tây Hoa Kỳ. Vâng, và trở lại với cái cuộc tình ngày hôm nay, thưa với anh, kết quả của những cuộc tham gia bầu cử thực hiện trong tuần này thì chúng ta thấy là cựu Tổng thống Donald Trump vẫn dẫn đầu cái cuộc đua ở bên Đảng Cộng Hòa, cũng như là Tổng thống Joe Biden thì dẫn đầu cuộc đua ở bên Đảng Dân Chủ. Anh có thể nói rõ hơn về cái kết quả của tham gia bầu cử Tổng thống của cả hai Đảng Cộng Hòa cũng như là Dân Chủ không ạ? Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Nhung rất là ra câu hỏi này. Trước là nói về chuyện Đảng Cộng Hòa. Hiện tại bây giờ thì là Đảng Cộng Hòa, kết quả mới nhất hồi đầu tuần thì cho thấy là cử tri Cộng Hòa 51% họ nói họ sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Về nhì là ông DeSantis, ông thống đốc của tiểu bang Florida, được có 21%. Thưa với chị là chị thấy như vậy là cái sự cách biệt nó rất là lớn. Cách biệt giữa ông số 1 và ông số 2 tới 30%, là đó là một con số khổng lồ, một con số cử tri rất là lớn. Thành ra là bởi như vậy, những cái người mà còn lại chẳng hạn như ông Mike Pence rồi là những người khác chỉ là 5-7%, hầu như là không được coi như là những ứng cử viên nặng ký, những ứng cử viên quan trọng cần phải chú ý đến. Đó là phía bên Đảng Cộng Hòa.
Ở phía bên Đảng Dân Chủ thì sao? Tôi còn nhớ là Đảng Dân Chủ có một người này là cháu gọi ông gọi cố tổng thống John F. Kennedy, tên ông là Robert Kennedy Jr. Ông là cháu gọi cố tổng thống Kennedy là một bác, và bố của ông là cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy. Ông hiện tại bây giờ là ông là nhân vật được coi như là có thể gây khó khăn cho ông Biden, nhưng ông được ông Trump ủng hộ vân vân và vân vân. Nhưng mà cái tỷ lệ phiếu cử tri ở bên Cộng hòa Dân Chủ ủng hộ ông thì chỉ có 15% mà thôi. Thật ra là nói tóm lại tức là số còn lại 85% so với 15%, thì như vậy là cái điều cách biệt tới 70% số phiếu. Thế nói tóm lại thì người ta thấy ông Trump thì đương nhiên là dẫn đầu, bên phía bên này thì ông Cộng hòa thì là ông Trump, thì là Dân Chủ là ông Biden, chắc chắn là cũng sẽ là người dẫn đầu. Thứ với lại chị Kim Nhung. Dạ vâng, nếu mà như vậy đó thì dựa vào những gì anh vừa trình bày đó, thì có nghĩa là ông Tổng thống Donald Trump và ông Biden, cựu Tổng thống Donald Trump và ông đương kim Tổng thống Biden sẽ gặp nhau trong cuộc tranh cử sắp tới 2024. Chưa hẳn đó là như vậy. Tôi thấy rằng là nếu mà nói là hầu như thì câu trả lời là đúng, nhưng mà nếu mà nói rằng là chắc chắn thì câu trả lời là không. Lý do tại sao? Nên nhớ rằng là ngay sau khi mà tiểu bang New Hampshire loan báo có quyết định, tức là vào ngày 15 tháng Giêng năm 2024 họ sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ, thì ngay tức khắc là các ông bà ứng cử viên của Đảng Cộng hòa nhảy vào đổ xô nhau đến New Hampshire để gặp gỡ với cử tri, để nói chuyện với cử tri. Và kết quả của thăm dò mới nhất tôi mới được phổ biến hôm thứ Hai vừa rồi, thì thưa với anh Tường Thắng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN, ai dẫn đầu? Không phải là ông Donald Trump. Người dẫn đầu là thượng nghị sĩ Tim Scott của tiểu bang South Carolina. Ông mới được tới 31% số phiếu ủng hộ, và người thứ nhì là ông Donald Trump được 27%. Nói tóm lại thì tôi xin phép được nói rõ hơn là như thế này: cử tri toàn quốc thì họ ủng hộ ông Donald Trump, nhưng mà đừng quên là ở Hoa Kỳ thì họ lại bầu cử theo từng tiểu bang, thành ra là chúng ta còn phải chờ đợi xem nó như thế nào. Nếu bảo rằng là ông Trump có rất nhiều triển vọng là đúng, nhưng bảo chắc chắn 100% thì câu trả lời là chưa đúng như vậy, thưa anh Tưởng Thành. Dạ vâng, thưa anh, trong tuần này thì có tin là ông nghị sĩ thượng nghị sĩ Joe Manchin của tiểu bang West Virginia thì có thể sẽ ra tranh cử tổng thống trong kỳ này với tính cách là ứng viên độc lập, thì anh nghĩ sao về cái chi tiết và chuyện này thưa anh? Tôi mà thấy rằng là từ hồi đầu tuần cho đến giờ phút này thì báo chí là cứ mở có nói chuyện bầu cử, người ta đều nói ông Joe Manchin của tiểu bang West Virginia, và ai cũng nghĩ rằng là có lẽ rằng là ông sẽ ra tranh cử tổng thống với tư cách độc lập. Ông này cũng đến New Hampshire, ông cũng gặp gỡ với lại cử tri, ông cũng nói chuyện với cử tri, và ông bảo ông không nói với cử tri, ông không nói hứa là tôi sẽ ra tranh cử, nhưng mà ông bảo rằng ông có nói một câu, ông bảo thứ nhất là nếu mà tôi ra tranh cử thì chắc chắn là tôi phải đắc cử. Tôi nghĩ rằng là ông nghĩ như thế này, nếu mà là ông Joe Manchin thì có lẽ là ông và dàn cố vấn chính trị của ông họ sẽ nghĩ rằng là hiện tại bây giờ cử tri Hoa Kỳ không ai muốn gặp ông Trump, cũng không ai muốn là có ông Biden ở tại tòa Bạch Ốc nữa. Thành ra là bởi như vậy thì họ mới nghĩ đến cái chuyện là đi tìm một người khác. Và ông Joe Manchin ông nghĩ là ông là người làm việc được với cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Ông là người làm cả những cử tri Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều hài lòng với ông. Thành ra ông mới đưa ra cái lời tuyên bố rằng là nếu mà tôi ra tranh cử, tôi nhảy vào dự cuộc đua 2024 là chắc chắn tôi sẽ đắc cử. Đây cái hình ảnh mà chúng ta đang nhìn thấy là ông nói chuyện với là cái nhóm mang tên là No Labels, tức là chúng tôi là nhóm không tên, bởi vì là chúng tôi không phải là Dân Chủ hay là Cộng Hòa, mà chúng tôi là những người ứng cử viên được coi là ứng cử viên độc lập, chứ không phải là ứng cử viên của những đảng phái lớn của nước Mỹ. Đó là cái điều mà người ta nói đến, và cho đến giờ phút này khi nhắc đến ông Joe Manchin, người ta đang chờ đợi xem ông có quyết định là ra tranh cử hay không, thưa với lại chị Kim Nhung. Vâng, như vậy thì cái thực lực chính trị của cái nhóm tên là No Label như anh vừa trình bày đó có thật là một tổ chức chính trị có tầm vóc hay không thưa anh? Tôi thấy là chưa chắc là họ có tầm vóc. Có ít nhất là ba lý do để mà tôi thưa với anh Trần Thắng là đối với cá nhân tôi thấy họ không có tầm vóc. Việc đầu tiên là đừng quên là nước Mỹ có 50 tiểu bang cộng với thủ đô Washington DC. Hiện tại bây giờ nhóm No Label đó họ mới làm việc, mới hoạt động được có ở 5-6 tiểu bang, và tất cả là những tiểu bang nhỏ,
không có phải là những tiểu bang to như là California, như Texas, Florida hay là New York vân 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 vân. Thành ra là bởi như vậy, giả sử như là ông Joe Manchin ông có muốn ra tranh cử, ông đắc cử ở những tiểu bang này, thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, cái số phiếu cử tri đoàn nó ít lắm, đợi chừng một chục phiếu, thì lúc đó thì cũng không đưa ông vào được tòa bạch ốc. Vào tòa bạch ốc là người ta cần tới 270 phiếu, đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ nhì là bởi vì là họ vừa mới thành lập và họ còn hoạt động nhỏ, thế ra họ không có tiền để vận động tranh cử. Tôi thấy rằng là người đại diện cho No Labels có nói với báo chí rằng là hy vọng là từ bây giờ đến cuối năm thì họ sẽ kiếm được 70 triệu đô la để bắt đầu cuộc vận động tranh cử. Nhưng mà tôi thấy là 70 triệu đô la thì ông Ron DeSantis không kiếm cả 100 triệu, ông Biden rồi ông Trump cũng kiếm cả 100 triệu. Thì ra là ông 70 triệu là không ăn thua gì cả, cái số tiền nó quá bé cho một cuộc tranh cử mà người ta nói là các ứng cử viên có thể phải cần tới bạc tỷ. Đó là cái điểm thứ nhì. Cái điểm thứ ba là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa họ đã có sẵn một cái guồng máy để vận động tranh cử. Thưa với anh, cái guồng máy đó họ đến tận nhà, họ gõ cửa, kêu gọi đi bầu, bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Cái guồng máy đó họ gọi điện thoại cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta là đừng quên ủng hộ ông Trump hoặc là ủng hộ ông Biden. Thành ra là bởi như vậy, bên No Label, bên họ không có cái guồng máy đó, thì như vậy, thành ra họ không thể nào mà có cơ hội để mà kiếm được là cái lá phiếu cần thiết. Mặc dù có thể là ông Joe Manchin là một ứng cử viên sáng giá của nước Mỹ, chứ không phải là của một mình nhóm độc lập hay là của một mình Đảng Dân Chủ hay là Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà không có sự tiếp tay của Đảng thì khó để mà có thể thành công, thưa với lại anh Tường Thắng. Dạ vâng. Thưa anh, câu hỏi cuối cùng rất là nhanh. Giả sử như mà ông Joe Manchin ra tranh cử tổng thống thì ai là người có lợi, ông Trump hay là ông Joe Biden? Cho đến giờ phút này thì tôi nghĩ là người có lợi là ông Donald Trump, bởi vì là ông Joe Manchin là người của Đảng Dân Chủ, và ông là người đã từng rất nhiều lần ông gây khó khăn cho ông Biden. Nếu mà ông ra tranh cử với tư cách độc lập thì như vậy là Đảng Dân Chủ có tới hai ứng cử viên, trong khi đó để đối chọi là một mình ông Donald Trump, chắc chắn là ông Donald Trump có lợi, thưa với lại chị Kim Nhung. Vâng, rất là cảm ơn anh, và chúng ta lại hẹn gặp lại với nhau vào ngày mai. Cảm ơn anh, xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần tin tức của chúng tôi buổi chiều nay, và chúc cho quý vị một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị.